Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đến với channel của Kilohack. Tại đây mình chuyên tập hợp những game hay, game chất lượng cũng như là phá game chất lượng của bạn thôi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hack một con game. Đây không phải là hack nữa, không phải clip hướng dẫn hack nữa, bởi vì là con này mình không làm được một game Boolean. Nhưng mà mình vẫn hack được cho các bạn, đó là vô hạn, su cũng vô hạn, bạt nhá. À, cũng không phải là vô hạn đâu, mà là các bạn mua không mất mà được thêm ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào clip hướng dẫn luôn nhé. Đây sẽ không phải là một clip hướng dẫn bằng Game Golden. Trước tiên để mà trước khi hướng dẫn thì mình sẽ vào game test trước cho các bạn. Đây là game mình đã tải trên xe Play và đây là bản gốc hoàn toàn, chưa mod, chưa chỉnh sửa gì cả. Mình sẽ vào test trước đây. Đây là nick mình đặt này. Đây. Đây là số xu và số xu và số bạc của mình này. Thì mình sẽ mua thử 20 đấy. Được 5.000 đúng không? Các bạn nhìn thấy có 160 50.000 đúng không? Không có gì khác biệt cả. Rồi các bạn thoát game đi. Rồi, sau đó các bạn vào trình duyệt. Tải cho mình cái file này về. Tiếp tục. Núi gập đồi. Các bạn checkpoint giúp mình nhé. Núi gập đồi. Ok. Gì dạ. Đây rồi. Gì đây? Sao lại thế ớt kìa? Nhầm bên đó. Các bạn thông cảm, làm lỗi tí. Chúng ta bấm lại. Cái này mình không quen làm trên điện thoại cho lắm. Thôi là 1. Đó, ra link này thì các bạn sẽ ra được một cái liên kết này, các bạn tải cái liên kết này về cho mình. Tầm 2 lần được các bạn thì nó hơi ngắn ngáo tí. À, ngoài ra thì các bạn phải tải cho mình một phần mềm để quản lý file nhá. Ở đây, ví dụ như ở đây là mình dùng phần mềm Root Explorer này. Đó, phải dùng phần mềm này nhá. Thì các bạn mở cái file này ra, thì nó sẽ tự động chạy bằng Root Explorer này. Thì đầu tiên là mình sẽ phải vào cái vào đúng cái phần này đầu tiên này, vào đúng cái dữ liệu của cái con game đấy nhá. Thì nó sẽ đây này, root này, data app này, xong vào cái phần game đấy là đây. Những bạn nào mà hay hack game này sẽ biết, xong vào lib arm này, cái file này đây này. Thì các bạn giải nén cái file này ra cho mình. Đó, có mật khẩu giải nén nhá, các bạn inbox mình để lấy mật khẩu giải nén nhá. Rồi, sau khi đều không mật khẩu thì ok. Có định mệnh mình còn nhớ sang mật khẩu cơ các bạn ạ. Cay thế chứ lịnh. Đây, mật khẩu chính xác đây. Mình nhớ sang mật khẩu, mình nhớ chứa thiếu một ký tự. Đấy, sau các bạn hãy giải nén nó ra. Chờ một lúc mà nó giải nén xong này. Rồi xong rồi, các bạn go to x, đây, go to xchef này. Đó, nó sẽ được một file này. Các bạn bấm vào sao chép. Rồi sang phần arm này, copy nó ra đây. Cái đèo đi, rồi xong. Rồi vậy, chúng ta sẽ vào game check lại. Bài này hay thế nhỉ. Nếu các bạn để ý thì mấy clip gần đây mình đều dùng bài hát. À, dùng cái video này. Sorry, dùng cái bài nhạc này để làm bài nhạc nền. Và check cho ấy. Hy vọng thành công đi, đừng thất bại thì tao xấu hổ lắm. 160 mua. Mua.
Bạn thấy gì lạ không? Mình mua nãy giờ không hết đúng không? Mua này. Và check tiền này. Đó. Mua này. Check lại tiền. Mua không giảm mà tăng nha. Đó, giờ các bạn có thể dùng số tiền này đi tiêu xài thoải mái. Mua gì thì mua, chơi gì thì chơi. Và thật sự con game này cũng khá nhiều bạn yêu cầu mình cũng không thật sự là mình đã thử hết bằng game Guardian và không ra được ấy, nên là mình đã làm bỏ. Thế nên khi một bạn trong group mình đăng lên và mình rất cảm ơn đến ông đấy. Tên Facebook là Trọng. Ông ấy đã share một cái clip lên và tạo cho mình cái nguồn cảm hứng để mình hack game bằng cách mới như thế này. Và chắc là sắp tới, nếu như mà cách này nó vẫn khả dụng cho một vài khác, thì mình có thể làm trực tiếp trên APK để tạo ra những bản mốt nó tiện hơn cho các bạn và nó phong phú hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này. Đừng quên like, share cũng như subscribe một kênh cho mình nhé. Và nếu như mà các bạn muốn cái bản hack này thì comment vào group mình hoặc inbox trực tiếp cho mình ở Facebook. Trong group là hack một game một tâm và mình chỉ là quản trị viên của kênh của group đấy. Mình là Sơn. Chào các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Bye bye.